Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bài Dài TV. Lời đầu tiên, Bài Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này, Bài Dài tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama sóng gió gia tộc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Trong bản tin này với hai nội dung, một là Hồng Loan báo tin vui, hai là lộ quá khứ của Hồng Gia. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Bà Giai cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu là lần đầu tiên đến với kênh Bà Giai, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Giai TV. Bà Giai xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của bản tin này. Kính thưa quý vị và các bạn, Hồng Loan báo tin vui về chi nhánh mới trong hệ thống bán hàng online của doanh nghiệp tư nhân của mình. Shop mới của Hồng Loan có tên là Shop Bun Bun tại đường Trường Sa, Phú Nhuận. Như vậy thì sau một cái thời gian dài vất vả và làm quen với cái công việc kinh doanh, Hồng Loan đã chính thức có thành tựu mới và mở thêm một cái cơ sở mới để có thêm thu nhập trang trải và lo lắng cho đời sống của mình và gia đình. Khán giả của cố nghệ sĩ nghe được cái thông tin này thì phải nói là ai cũng vô cùng vui. Cụ thể thì qua một cái xe Tết của nhà báo Song Minh, anh đã có một cái chia sẻ về cái việc khai trương cơ sở mới của tiểu thơ ăn vặt như sau. Từ ngày 9 tây tháng 1 năm 2024, các khách hàng, khán giả yêu thương Hồng Loan không chỉ ủng hộ shop ăn vặt tiểu thơ ăn vặt ở số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, mà còn có thể là đến với shop Bun Bun tại địa chỉ 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, chuyên bán túi sách và mỹ phẩm để là ủng hộ ái nữ của cố nghệ sĩ. Shop Bun Bun sẽ chính thức khai trương vào ngày 9 tây tháng 1 năm 2024, tức là ngày hôm nay. Chúc em gái Hồng Loan khai trương hồng phát, công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Và Bà Giai cũng xin kính chúc hai cơ sở kinh doanh của Hồng Loan sẽ bùng nổ doanh số liên tục. Khi nghe được thông tin này thì chắc Hồng Gia chột dạ, đau lòng và khóc lục lội ở bên Pháp luôn nghe quý vị. Không cần phải nói nhiều, so sánh giữa cái bún bò và doanh nghiệp kinh doanh online của Hồng Loan thì thừa sức hiểu ai là người ăn nên làm ra, ai là cái người làm ăn đàng hoàng, không lợi dụng tình thương của khán giả để mà trục lợi từ thiện. Bán bún bò mà suốt ngày thì cứ đi làm từ thiện, một món ăn không phù hợp cho cái việc làm từ thiện như vậy mà cứ cố chấp làm màu, từ thiện cái nỗi gì cái kiểu đó. Và sau khi nhận được tin vui của Hồng Loan thì hàng loạt các khán giả ai cũng là chúc cho Hồng Loan làm ăn thuận buồm xuôi gió, có khó sẽ dễ dàng vượt qua và cái ngày trở thành một doanh nhân thì không còn xa. Nói về Hồng Gia, ngược dòng thời gian một xíu thời gian về các bản đầu thời điểm drama nổ ra, khán giả đã từng một lần nghe thông tin rằng là Hồng Gia không có học về nghệ thuật. Hồng Gia tốt nghiệp một cái ngành khác, nôm na là cái ngành là cao đẳng văn hóa du lịch dân dân và dân dân, cái gì gì đó. Sau khi tốt nghiệp thì Hồng Gia mới bắt đầu theo cái nghề ca hát, nối nghiệp gia đình và tự phong cho bản thân của mình là cái danh hiệu là hậu duệ duy nhất theo nghề hát của gia đình nhà họ Võ, tức là bám vào hơi của cố nghệ sĩ. Và kể từ đó, Hồng Gia đã có được cái danh hiệu mới là ca sĩ Tao Họ Gì Kệ Mẹ Tao, Lê Thị Di Bằng. Sau đó thì thẳng tiến đến với cái ngôi vị là giải ba sao nó ngôi. Và nếu như cái câu chuyện thầu đám tang, ăn cắp tiền phúng điếu, lừa gạt gia đình, lừa gạt khán giả không diễn ra thì hiện tại đó, nói thật, cái con đường sự nghiệp tương lai ở trong showbiz của Hồng Gia cũng rất là mở rộng. Nhìn Loan của hiện tại thì cũng đủ thấy hào quang của cố nghệ sĩ đã là rất là soi sáng cho Hồng Loan rực rỡ trên con đường thử sức ở trong showbiz. Dù Loan chỉ là dạo chơi một cái thời gian đầu để là có thêm thu nhập nuôi gia đình và lo cho các con, Loan cũng chỉ là tham gia với cái tư cách là khách mời, không theo hẳn với cái nghề. Nhưng mà chỉ thế thôi mà Loan cũng đã là vô cùng rạng rỡ. Còn Hồng Gia thì quá tiếc nuối cho một tài năng. Dù không xuất sắc
nhưng mà với hào quang của cố nghệ sĩ, Hồng Gia cũng có thể là thành công như thường. Nhưng mà tiếc ở cái chỗ là cái điều kiện cần và đủ và đạo đức thì Hồng Gia là đâu có. Và ngoài cái đạo đức ra thì văn hóa của Hồng Gia cũng đang là một cái điều là đáng báo động. Cứ ngỡ rằng là cái chuyện quá khứ sẽ được chôn vùi, nhưng mà không. Cái sự thật nghiệt ngã của Hồng Gia đã bị bại lộ. Hàng loạt những cái quá khứ của Hồng Gia đã được khai quật. Và chuyến này thì có bà là phải nói là quê nữa đó quý vị. Kính thưa quý vị, Hồng Gia trước giờ luôn tỏ ra là cái bản thân của mình là một trưởng giả, một thuyết gia, khi cô ta rất hay nói về đạo lý. Luôn tỏ ra mình là một cái người sành sỏi, là có kinh nghiệm sống các kiểu. Luôn tạo ra một cái vỏ bọc là một cái người phụ nữ có văn hóa, ý thức tốt đẹp các kiểu. Nhưng giấy thì đâu bao giờ gói được lửa, cây kim ở trong bọc rồi cũng sẽ là có ngày lòi ra mà thôi. Cái hành động cháu gái khác họ mà tranh giành nhà cho ở nhờ là thấy là nó sao sao đó quý vị. Từng dùng một cái đoạn video quay bừa tại một cái buổi nhậu, rồi sau đó lại lấy cái video ấy đi lập di bản di chúc miệng của cố nghệ sĩ để là hòng chiếm tài sản của Loan. Loan là con ruột hay là con nuôi, Hồng Gia làm gì biết. Vì Hồng Gia sinh sao đẻ muộn, Gia chỉ nghe qua những cái lời là truyền miệng vô căn cứ mà thôi. Thì làm sao mà có đủ cơ sở để khẳng định là đúng sai. Nhưng mà vì khi mà cậu mất đi đã để lại một cái khối tài sản phải nói là kết xù vì tham, cho nên là Hồng Gia đã bất chấp. Ngày cậu mất đó thì cũng là cái ngày Hồng Gia mất luôn kể cả danh dự nhân phẩm liêm sĩ của mình nói chung. Tóm lại đó là làm người thì Hồng Gia không muốn làm. Ngày xưa, bà Dây khá là lăng tăng vì sao là một cái người ca sĩ, một cái người diễn viên cũng có là bằng cấp bên người như vậy, mà lại là có ý thức tệ hại như vậy. Có ăn nè, rồi có học có thì phải khác chứ. Sao mà phải nói là kỳ lạ quá trời quá đất. Giờ thì có cái câu trả lời rồi quý vị. Thực ra đó, Hồng Gia cũng chỉ học xong lớp 12 thôi, chứ không hề có bằng đại học hay là cao đẳng gì cả. Từ lúc cậu mất cho tới giờ đó thì Hồng Gia luôn tìm cách che giấu cái điều này, như cái cách mà cô ta đã giấu nhẹm cái chuyện là sao kê tiền phú điếu. Tại vì nếu nó bể ra thì nó nhục lắm quý vị. Nhưng mà Hồng Gia, sự thật thì mãi mãi là sự thật. Cái chuyện mình đã làm không sớm gì muộn thì cũng bị bại lộ mà thôi. Cụ thể là tại một cái bài báo hồi ngày 5 Tây tháng 8 năm 2022 trên trang báo Trí Thức Trẻ đó, có cái đoạn viết về Hồng Gia rằng hồi mà Hồng Gia còn nhỏ ai cũng hy vọng là thế, nhưng Hồng Gia lại chưa từng nghĩ là sẽ theo cái nghề diễn. Cô từng kể ở trên tờ Trí Thức Trẻ rằng tôi đậu trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Surit, nhưng mà học được nửa năm thì bỏ vì không học vào. Tôi đã đi làm nhân viên tư vấn ở một cái số tiệm áo cưới và làm nhiều công việc khác. Đùng một cái, ở cái tuổi 22, cô đã bén duyên với nghệ thuật, nhưng mà đi một cái con đường hoàn toàn khác và trở thành diễn viên, rồi ca sĩ chuyên dòng nhạc bolero trữ tình, chứ không phải là cải lương. Như vậy là truyền nhân dữ chưa Hồng Gia? Cậu của mình đó là ông hoàng cải lương hậu quảng. Muốn nói ngôi thì bản thân của Hồng Gia cũng phải là hát được hậu quảng chứ. Tệ lắm thì cũng phải là hát được là giọng cổ. Tạm gác lại cái chuyện nói ngôi, chúng ta sẽ quay trở lại cái vụ học vấn của Hồng Gia. Như xác nhận vừa rồi của Hồng Gia đó, thì trình độ học vấn của Hồng Gia chỉ dừng lại ở cấp 3 mà thôi. 12 trên 12. Học trung cấp thôi đó, mà Hồng Gia cũng không thể nào là hoàn thành được cái khóa học. Hồng Gia dùng cái từ là không học vào, nên là bỏ cuộc. Nói vậy thì phải nói là chung chung quá. Cứ nói thẳng ra là bản thân của mình yếu kém, không theo được cái ngành học. Nói trắng ra đó là phải nói là lười cho nên không học nổi rồi mới nghỉ. Và cái thời điểm đó vì không có bằng cấp gì ở bên mình cho nên là Hồng Gia đã làm rất nhiều cái nghề. Bởi người ta có câu là muốn người không biết thì mình đừng có làm. Hồng Gia cố công là cất giấu bấy lâu nay thông tin này, nhưng mà lại là vô tình hôm nay
cái bài báo ấy lại bị lộ ra. Chắc bây giờ Hồng Gia sẽ trốn kỹ ở bên Pháp bởi vì nó nhục nhã quá rồi. Và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.